Con chào mẹ, hôm nay là ngày cuối năm, con có một món quà để tặng bố mẹ. Đây là hộp quà sức khỏe để có thể thay thế được con chăm sóc sức khỏe của bố mẹ hàng ngày. Nhà nhà đều sum vầy, đào tươi thắm là danh hiệu đối với cha. Sức khỏe của bản thân và gia đình là điều quan trọng và vô giá nhất. Nhiều quà Tết. Hộp quà sức khỏe luôn đồng hành cùng Trang trên mọi hành trình công tác. À, chào Trang. Dạ, em chào anh ạ. Khỏe không em? Dạ, em khỏe ạ. Em cảm ơn anh. Em hôm nay nhân dịp năm mới thì em có một món quà để gửi tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Vâng, đối với Trang, món quà quý giá nhất mà Trang có thể tặng cho các đối tác nhân dịp năm mới đó chính là món quà sức khỏe. Nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.